chúng ta sắp chứng kiến một cuộc đua tốc độ kinh hoàng nhất lịch sử giữa các tay đua tàu lao nhất tụ hợp từ khắp các nơi trên thế giới. Góp mặt trong cuộc đua lần này có sự xuất hiện của các tay đua cử tech trong Fast and Furious. Xuất phát nào! Ôi trời đất ơi! Ôi trời đất ơi, các cụ chạy đua kiểu này thì... Mày cứ chạy như này, làm sao được chịu nó? Và thêm trò ảo thuật mang tầm bóc loa phường. Đây là kiểu tóc hot nhất năm 2018, kéo dừa úp ngược, hay còn gọi là phiên bản nữ hoàng Ai Cập. Và đây chị em ta cần học hỏi. Muốn nhờ vả chai cái gì cũng được, chỉ cần cho nó sờ vào ngực nhé. Mấy thằng con trai nó mê mấy chỗ này lắm. Ôi chao ơi, nhìn mặt nó ngu chưa kìa. Được. Cho anh sờ tí đi mà. Sao thằng kia sờ được anh em không cho sờ chứ? Cho nó một like.